cá là cho kem dừa vào lẩu thế này anh em lại chửi mình. Cơ mà đây là món lẩu kem của nhà hàng người ta đó nha. Mùa hè đi ăn nướng vẫn cứ là ok, vì ở đây ăn cái gì cũng mát hết á. Nào là mì lạnh, lẩu kim chi kem dừa, quầy kem tráng miệng, rồi cả máy tự làm bingsu luôn. Nếu cảm thấy chưa đủ mát thì các bạn nhân viên ở đây cũng sẵn sàng mang cả xô đá ra cho mọi người xông hơi nhá. Và hôm nay thì cùng mình đến I Meet You ở 116K1 Giảng Võ Ba Đình để trải nghiệm buffet thịt nướng Hàn đầy sáng tạo này nha. Mình chọn set buffet cao nhất là 469 cành, còn nếu nhu cầu của mọi người ít hơn thì có thể thử set 299 hoặc set 399. Set 469 này thì bạt ngàn các loại thịt luôn, từ bò tới lợn, rồi nầm, da heo, lòng bò, trông miếng nào cũng lem hết. Nhưng mà sau một hồi thẩm thử các loại thì recommend mọi người nên thử lòng bò nha. Người ta tẩm ướp ngon phết mà lúc nướng xém xém lên, nhai nó giòn giòn béo béo bánh cuốn lắm. Còn đồ nướng thì mình thích nhất là nầm, tại vì ở đây người ta dùng nầm tươi ấy. Ăn vào miệng ngoài độ sần sật vẫn có cái mùi sữa ngai ngái, nói chung là 10 điểm. Về thịt thà thì cái menu dài ngoằng, đa dạng lắm, nên mọi người phân vân có thể gọi set mới như mình này. Có đầy đủ các loại thịt nên thử mỗi thứ một tí xem thích cái nào thì gọi thêm thôi. Và cũng đừng quên làm một bát mì lạnh nha, vì mì lạnh ăn với thịt nướng là tròn combo chuẩn ngon trong mùa hè này đó. Làm thêm một miếng bì heo nữa, chấm cùng sốt cay và bột đậu mềm mềm dẻo dẻo hơi bị vui miệng luôn. Nhưng mà mình cũng chỉ ăn sương sương thôi, tại vì còn nồi lẩu kim chi kem dừa đang chờ mình mà. Chờ lẩu sôi xong rồi cho thêm tầm 2-3 viên kem dừa vào là thấy cái mùi ngậy ngậy của kem tỏa lên luôn, mang tiếng là lẩu kim chi chứ giờ ăn vào lại thấy ra cái mùi lẩu Thái liền, chua chua cay cay lại có cái vị béo ngậy của kem dừa. Món này must try nha. Quầy lai ở đây có nhiều loại nước chấm với pan chan lắm, nhưng mà ánh mắt của ta đã va vào phải cái máy tự nấu mì và máy làm bingsu này này. Điều hòa phả vào xung quanh người chưa đủ đô hay sao á, nên mình làm thêm một bát bingsu hoa quả này nữa là buốt óc liền. Nói chung là từ ăn uống hay sáng tạo gì thì cũng luôn có các bạn nhân viên take care từ A tới Z. Nướng thịt chả cần phải động tay động chân, nên mọi người chỉ cần mang một tâm hồn đẹp từ I Meet You trải nghiệm thôi. Đi ngày thường mà quán siêu siêu đông luôn, nên là mình nghĩ mọi người cứ nên đặt bàn trước cho yên tâm nha. Từ giờ ăn nướng mùa hè là không sợ nóng nữa, vì có I Meet You lo rồi mà. Đừng quên để lại một follow để ủng hộ mình ra thật nhiều nhiều món ăn ngon nữa nha.